Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hoàn Tích. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có một cái mẫu đồng hồ lướt đến từ thương hiệu Citizen mà em mới săn từ Nhật về, và với một cái thiết kế cũng khá là quen thuộc với anh em. Ngày trước thì em có về những phiên bản màu trắng này, những phiên bản như thế này, và có cả màu xanh dương nữa. Nhưng mà đợt này thì sẽ có một cái mức giá rất tốt cho một phiên bản hàng siêu lướt. Đấy, tình trạng gần như là mới 99% cho phiên bản này. Với một cái mức giá 4 triệu 800 nghìn đồng cho một phiên bản Citizen NB1010 gạch cả 01A nhé. Đó, một cái tông màu trắng rất chi là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái tông màu, đây một màu trắng này. Sẽ có hai lòng của phiên bản này, lòng bên trong của phiên bản này lòng, được làm dạng trơn, có chi tiết chảy tia trên mặt đều. Và ở đây sẽ có là một cái viền bên ngoài, đây là chính là đính những cái kim cọc của phiên bản này, thì nó sẽ có những cái chi tiết kẻ đường chỉ rất là đẹp. Sẽ có là hai kim chính là kim giờ và kim phút này, đấy, hai cái sắp đều nhỏ cho hai cái kim GNT, một cái ô báo kim dây này, một cái ô báo giờ ngày giờ đêm cho phiên bản này. Kim cọc của chiếc đồng hồ này thì đều là một kim cọc mạ màu xanh sapphire rất là đẹp. Màu xanh này thì chỉ khi nào anh em ra ngoài ánh sáng tự nhiên thì anh em mới thấy được cái tông màu mặt, cái tông màu của cái kim cọc của phiên bản này. Cho nên là anh em có thể thấy là em phải phả thẳng ở đấy ánh sáng đèn điện vào phần kim cọc mặt diode phiên bản này thì chúng ta mới thấy được cái tông màu xanh này ha. Còn nếu như anh em nhìn trực diện từ camera thẳng vào như thế này, gần như là anh em sẽ rất là khó thấy tông màu xanh này. Đó, rồi sẽ có một cái chi tiết lộ cơ skeleton ở phần mặt diode được đặt ở hướng góc 7 giờ nhá. Chi tiết lộ cơ cho một cái cỗ máy Citizen 4197 rất chi là đẹp. Đó, hiển thị thấy cả chân kính của cái cỗ máy này luôn. Rồi các phần kim cọc của phiên bản đồng hồ này thì sẽ là kim cọc sợi kẻ vạch làm chi tiết vắt cạnh nổi. Những cái chi tiết vắt cạnh của phiên bản này thì nó sẽ có những cái đường phay xước này đó, và có những chi tiết phay bóng nhẹ thôi để tạo nên cái độ bắt sáng rất tốt cho chiếc đồng hồ này nhá. Một dòng chữ automatic được đặt ở hướng mình hướng 3 giờ này, bản Nhật nội địa nhá. Và đợt này thì chắc chắn rồi, đây là phiên bản là Nhật nội địa Made in Japan, với một cỗ máy rất là ngon được trang bị phiên bản này 4197. Với một cái tầm giá 4 triệu 8 trong cái tầm giá này thì khá là ít những cái thương hiệu có thể sở hữu cho mình kính sapphire, nhưng phiên bản này thì sẽ có là một cái mặt kính sapphire nguyên khối, một cái mặt kính chống trầy chống sức gần như tuyệt đối cho các bác nhé. Với một cái tinh thể sapphire anh em gần như là có độ cứng chỉ sau kim cương thôi đấy, nhưng mà những phiên bản này thì nó sẽ có chống xước rất là tốt cho anh em, đảm bảo cho anh em khi mà chúng ta sử dụng vào tháng 5 ấy không bị lo trầy xước về mặt kính nhá. Rồi cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì một cái chất liệu vỏ được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng nghỉ bằng 6L, được phay xước gần như được phay bóng gần như toàn bộ trên cái phần thân vỏ nhá. Nhưng mà về cái chiếc đồng hồ này thì gần như là ít, rất là ít xước lông mèo, cho nên là anh em có thể thấy là chỉ có một vài vết sức lông mèo phe phẩy thôi, cho nên là anh em cứ yên tâm về độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ này còn cực kỳ là mới. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là đi kèm là một cái bộ dây da dầm vân gas 6 màu nâu này. Đó, rồi ở đây sẽ có là một cái khóa bấm đấy, một cái khóa và chống gập gãy dây đến từ thương hiệu Citizen luôn nhá. Đó, rồi ở phần đáy của phiên bản này sẽ có ghi những thông tin như là bản Nhật nội địa này. Đó, rồi water system phiên bản này là 13 100 mét nước Citizen Watt stainless steel, số serial number phiên bản này, rồi chứng nhận sapphire này. Đó, rồi ở trên cái phần cỗ máy có ghi là 21, chính hiển thị cho cái cỗ 21 chân kính cho một cỗ máy 4 4197. Đó, và với cỗ máy này thì các bác có thể thấy là nó sẽ có hỗ trợ lên có tay này. Đấy, có hỗ trợ lên có tay cho các bác nhá, nhưng không có dừng kim dây khi chỉnh giờ, cho nên là đây là một trong những cái đặc điểm của cỗ máy này. Đó, có hỗ trợ lên có tay nhưng không có dừng kim dây. Nhưng về cái chức năng dừng kim dây thì em nghĩ đây là một trong những cái chức năng mà không quá quan trọng đấy trên một chiếc đồng hồ đó, cho nên là em nghĩ cái chức năng này về cái phiên bản này thì nó vẫn chấp nhận rất là tốt về cái chiếc đồng hồ này nhá. Rồi giá tầm 4 triệu 8 cho phiên bản này. Em sẽ lên tay thử cho bác xem về chiếc đồng hồ này nhá. Với kích thước sắc mặt của chiếc đồng hồ là 39.5, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16 anh em đây. Những chiếc đồng những phiên bản này rất chi là đẹp. Đó,
có một cái tông màu trắng đeo rất là sáng nhá, một cái phong cách thanh lịch để quát những anh em văn phòng công sở anh em đeo thoải mái. Và với cái độ chống nước như thế này thì anh em rửa tay đi mưa hay là chẳng may như là tắm rửa đi đấy thì anh em cũng thoải mái giúp em về cái chiếc đồng hồ này nhá. Đó, một cái mức giá rất là ưu đãi. Những phiên bản hàng mới này thì ngày trước em đang bán là 5 triệu 8 đó, nhưng mà đợt này thì sẽ có một phiên bản hàng lướt tiết kiệm cho anh em đâu đấy hẳn 1 triệu. Đó, chỉ có giá là 4 triệu 8 thôi. Đấy thì anh em thấy hợp nhãn về cái chiếc đồng hồ này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 33822. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác về những cái mẫu sản phẩm này. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngày được quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.